Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu Ngày này là ngày Ất Hợi tháng Tân Sửu năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn đầu hỏa ngày ất hợi tức chi sinh can nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sơn đầu hỏa kỷ tuổi kỷ tỵ tân tỵ ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục song với tỵ hình hợi hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi quý tỵ, tân tỵ, tân hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sau nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết, sao âm đức, tốt mọi việc, sao ích hầu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại áp tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thiên thạc xấu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương sao nguyệt yếm đại họa xấu đối với xuất hành giá thú sao nhân cách xấu đối với giá thú khởi tạo về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng đông nam và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau. Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tý trong ngày này đang có được báo hiệu về phương diện sự nghiệp của bạn sẽ có nhiều bước phát triển thuận lợi tới bất ngờ nhờ sự nâng đỡ của tam hội phù trợ và may mắn hơn là với bạn tuổi tý còn có được cơ may gặp gỡ quý nhân và được quý nhân sẽ giúp đỡ cho bạn khắc phục được những vấn đề khó khăn mà bạn đang gặp phải nữa trong ngày thứ bảy này với bà Tí, bạn tuổi Tý, bạn mệnh còn có được cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. Mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai mà thôi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày của Thủy Vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tí cần phải chú ý đề phòng các bệnh liên quan tới thận, não bỏ, bàng quang. Bạn bà tuổi tí cần phải chú ý tới tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng có vì công việc bận rộn mà lơ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể mình bạn tuổi tí nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, sự nghiệp phát triển được thuận lợi như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, có được quý nhân trợ giúp, khắc phục được những vấn đề khó khăn mà bạn đang gặp phải. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đồng nghiệp khâm phục lãnh đạo đánh giá cao tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ quan tâm nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra quyết định về đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 19 số 68 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu, thứ bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi sửu dễ vướng phải những mâu thuẫn với cấp trên người có chức quyền quan trọng trong xã hội và với bạn tuổi sửu nếu không muốn tương lai của mình phải hối hận thì bạn đừng có đẩy mọi việc đi quá xa chỉ vì sự nóng nảy nông nổi quá mức của mình nhé với bạn tự xỉu trong ngày này nếu như bạn muốn một ngày trôi qua yên bình thì bạn nên nhận nhịn hơn một chút khi giao tiếp với những người xung quanh cho dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần phải lựa chọn thời điểm và cách thức thích hợp để bày tỏ quan điểm của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi xỉu lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Cái điều này nhắc nhở bản mệnh tuổi xỉu cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Cho dù công việc của bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng cần phải cố gắng dành một khoảng thời gian trong ngày để quay quần bên các thành viên trong nhà để gắn kết tình cảm hơn nữa về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim dễ vướng phải những mâu thuẫn với người có chức quyền trong xã hội. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy không nên nóng nảy, hành sự nông nổi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa chú ý cách diễn đạt và hành xử của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 28 số 94 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cá tường màu cà phê màu xám quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Tuất tuổi Hợi Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá Cái điều này tác động không hề tốt lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay Mà với bạn tuổi dần chủ yếu là phương diện tình cảm của bạn sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhé trong ngày này, đối với những bạn đã kết hôn thì cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn, nếu không tình cảm lứa đôi sẽ dần bị lạnh nhạt đi. Và ngày thứ bảy này, đối với những bạn đang còn độc thân cũng không gặp được đào hoa tốt, bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm tới mình. Dường như chưa ai có thể khiến cho bạn thực sự rung động và bạn tuổi dần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa nhé trên phương diện sự nghiệp với bạn từ dần trong ngày thứ bảy này lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên đầu hàng tức nghịch cảnh cho dù công việc của bạn đang gặp phải nhiều trở ngại thì cũng hãy vượng tin bởi trở ngại cũng là cơ hội để cho bạn phát hiện ra tiềm năng của bản thân mình và nhanh chóng tiến bộ nữa vài câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này. Từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không tìm được người phù hợp với mình. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa vợ chồng có sự lạnh nhạt thiếu quan tâm tới nhau, tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc không nên dễ dàng đầu hàng trước nghịch cảnh. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim khó khăn giúp cho bạn phát hiện ra được tiềm lực của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh ra trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão chua chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này khiến cho bạn tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào làm bất cứ công việc gì tuy nhiên với bạn tuổi mão lại nhanh chóng trở nên chán nản khi mọi việc không tiến triển thuận lợi như lý tưởng của mình và may mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Mão, các mối quan hệ xã giao của bạn lại đang phát triển tốt đẹp. Vì thế mà bạn thường được nhiều người giúp đỡ khi vấp phải những khó khăn. Điều bạn cần làm bây giờ là xác định một hướng đi đúng đắn cho mình để tương lai được thuận lợi hơn. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng cái điều này cũng cho thấy bạn mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. bạn và nữ kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau và chẳng bao giờ giấu giếm nhau bất cứ điều gì cả về câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hăng hái khi bắt tay vào công việc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dễ bộ cuộc giữa chừng nếu gặp phải những khó khăn tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc gia đình hòa hợp vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia của mình Vài đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 75, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cái điều này giúp cho những bạn đang thiêu quân đường sự nghiệp sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra ngày này tinh thần làm việc của bạn tuổi thìn rất nghiêm túc có trách nhiệm cao của bạn khiến cho lãnh đạo tin tưởng và giao cho bạn những trọng trách quan trọng nữa. Tuy nhiên, với bạn tử thìn trong ngày này, bạn cũng cần phải ý thức được khuyết điểm của mình là cứng nhắc và cổ hổ khi tiếp thu các nội dung công việc mới. Bạn cần phải cởi mở và suy nghĩ cho thoáng hơn, đừng có mãi đi theo một lối mòn cũ kỹ mà mình đã vạch ra từ trước đó nhé. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử thìn, cũng đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia của mình, đặc biệt là khi đôi bên đang có bất đồng ý kiến với nhau, bạn trở nên khăng khăng với ý kiến cá nhân mình, cho mình là người đúng mà bỏ ngoài tai những điều người ấy nói như vậy nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì mà mình đã bỏ ra. Từ vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tinh thần làm việc nghiêm túc được đánh giá cao. Từ vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, suy nghĩ cởi mở hơn khi tiếp xúc với công việc mới. Từ vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, vợ chồng sẽ gặp phải những bất đồng ý kiến. Từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, đừng bắt người khác phải nghe theo ý kiến của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi thì thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 11 số 48 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dậu tuổi thân Từ vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này ảnh hưởng khiến cho bà tuổi Tỵ trong ngày hôm nay có sự kiêu ngạo và luôn coi mình là người tài giỏi nhất Do đó, bản mệnh tuổi tỵ thường gạt đi những ý kiến của người khác, dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình nữa. Và với bà tuổi tỵ trong ngày này, có nhiều khả năng bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc vào mình. Và nếu như bạn muốn đạt được thành công, bạn không nên quá nóng vội, đốt cháy giai đoạn. Tốt nhất là cứ chậm mà chắc, quan trọng là bạn hiểu rõ được mình muốn gì nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn sẽ có được nguồn thu kha khá sẽ đến với bạn mệnh đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán trong ngày hôm nay. Và có thể là các mối đầu tư từ trước đó đã dần phát huy được hiệu quả và nay là lúc bạn gặt hái được thành quả cho mình nữa rồi nhé vài câu quyết cho bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý tới đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp với mình tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ dễ gây mất lòng những người xung quanh tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc ôm đồm nhiều công việc vào mình không nên tham lam tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng cho tương lai của mình tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy về tình hình tài chính của bạn có được những bước chuyển biến rõ rệt. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 77, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia rất dễ rơi vào tình trạng to tiếng với nhau vợ chồng khó tránh khỏi những khi lục đục nhưng chính những lúc như thế này hai người lại càng cần phải học cách bình tĩnh và thấu hiểu nhau hơn và trong ngày thứ bảy này với bạn tứ ngọ, khi vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn, bạn mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống, không nên đề cao quan điểm cá nhân, hai người cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài, chỉ khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng, khó chịu hơn mà thôi. Và may mắn là, trên phương diện tài lộc của bạn tứ ngọ trong ngày thứ bảy này, lại gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cái điều này mang đến cho bạn đang có được những cơ hội phát tài một cách bất ngờ. Tuy nhiên, với bản tử ngọa, trở nên phụ thuộc vào đồng tiền có được từ những trò chơi đỏ điên. May rủi, bạn hãy biết kiếm tiền dựa trên sức lao động chân chính của bản thân mình. Có như vậy mới được bền vững nhé. Về câu quyết cho bạn tự ngọa trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi giáp ngọa thuộc mệnh kim, dễ bất đồng ý kiến với nửa kia của mình. Từ vi tuổi bính ngọa thuộc mệnh thủy, không nên nóng nảy, nói lời tổn thương người khác. Từ vi tuổi mậu ngọa Thuộc mệnh hỏa hãy chủ động làm làm hòa khi có những mâu thuẫn nổ ra từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ kiếm tiền chân chính dựa trên chính sức lao động của mình từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc có được cơ hội phát tài một cách bất ngờ và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 20, số 93, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang có báo hiệu cần phải giữ cho đầu óc của mình hết sức tỉnh táo khi trong ngày đang chịu tác động của thiên quan chiếu mệnh. Sự lơ là, thiếu đi sự tập trung sẽ khiến cho bạn rất dễ rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân nhằm hãm hại bạn đó nhé. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi ạ, nếu như có thể giữ vững được quan điểm và chính kiến của mình thì bạn không cần phải sợ bất cứ ai, cho dù đó là người có chức quyền đi chăng nữa, bạn hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua được những trắc trở xuất hiện trước mắt mình và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu ngày này thiêu hại thượng lạn ông nhân thần nằm ở thắt lưng trên cạnh trong khớp cổ chân mu bàn chân vì vậy với bạn tuổi mùi nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xỉa châm chích ở các vị trí này nhé về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cẩn thận kẹo tiểu nhân xuất hiện mưu tài đoạt lợi tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy trở nên lơ là thiếu đi sự tập trung khi bắt tay vào công việc tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa vượt qua thử thách để khẳng định bản thân mình tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ thực hiện những công việc đã được lên kế hoạch từ trước đó tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc dự vững quan điểm đúng đắn của bản thân mình về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn, số 14, số 79, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư hại cái điều này khiến cho vận trình của bạn tuổi thân phải trải qua một ngày có nhiều biến cố xảy ra ngày này với bạn tuổi thân những chuyện những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân cố tình tạo ra để khiến cho nhiều người có cái nhìn không đúng về bạn bạn mệnh cần phải chuẩn bị về tinh thần đứng vững trước những sóng gió xảy ra nhé và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân, tình huống xấu nhất có thể rơi vào tình cảnh ấy. Bạn mệnh cũng trở nên quá nóng nảy, vội vàng tìm cách phản bác lại cái sai. Bởi trên thực tế thì lời nói xung cũng chẳng có ích lợi gì. Bạn hãy dùng những hành động thực tế, cụ thể để chứng minh sự trong sạch của bản thân mình nhé. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, cái điều này cho thấy với bạn luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình từ phía gia đình. Vì vậy, bạn đừng quá ngần ngại tâm sự với người ấy và hai người có thể đồng tâm hợp lực giải quyết được những vấn đề mà bạn có thể gặp phải nhé về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đối mặt với tiểu nhân dễ vướng vào những rắc rối. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chứng minh bản thân mình bằng những hành động thực tế. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nửa kia thấu hiểu và biết chia sẻ với bạn. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim tâm sự với nửa kia nếu gặp phải những vấn đề khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 62, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Tử vi tuổi giàu thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi giàu cho chúng ta thấy là bạn tuổi giàu trong ngày này đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này sẽ giúp cho vận trình tình duyên của bạn trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp, đặc biệt là đối với những bạn đang quản độc thân. Bạn mệnh sẽ có được cơ hội thể hiện sức hút của mình khi tham gia các sự kiện gặp gỡ, tụ họp về bạn bè. Và đây cũng là lúc mà với bạn tuổi dậu tạo được ấn tượng khi tiếp xúc, trò chuyện với những người khác giới rất chi là nhiều và ngày này nếu như bạn đã có gia đình bạn luôn tin tưởng ở nửa kia và bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng khiến cho đôi bên vững vàng trong cuộc sống và trước những sóng gió xảy ra lại thêm trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tứ dậu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn mệnh phản ứng một cách nhanh nhạy trước những vấn đề bất ngờ xảy ra và nếu như bạn đang ở vị thế lãnh đạo, bạn sẽ nhận được sự tin tưởng và khâm phục của những người xung quanh dẫn dắt mọi người đi tới thành công một cách nhanh chóng hơn nữa vài câu quýt cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy hãy cởi mở với những người tiếp cận với mình. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia của mình. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc phản ứng nhanh nhạy khi đứng trước những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tiếp tục cố gắng để đạt được thành công hơn nữa và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 12 số 76 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cá tường màu xám màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Tỵ Từ vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cái điều này đem lại cho bạn có được nhiều niềm vui trong ngày hôm nay và nhất là đối với những ai đang theo con đường học tập, nghiên cứu, khoa học kỹ thuật với những quan điểm mà bạn đưa ra đang dần khẳng định được tính đúng đắn của mình và được mọi người tin theo. Và với bà tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, dù bạn đang quản trịa tuổi, bạn cũng đừng có ngần ngại nêu lên ý kiến của mình để cho mọi người cùng thảo luận. Sự tự tin sẽ giúp cho bạn được thăng tín nhanh hơn nhiều và khiến cho lãnh đạo phải nhìn bạn bằng con mắt khác nữa. Sau trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khác với thủy, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình, nhất là khi con đang còn nhỏ. Đừng có để cho đến khi mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận lúc đó đã muộn mắt rồi bạn tuổi tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh, từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ chờ đợi thời cơ thích hợp để khẳng định giá trị của bản thân mình, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, mạnh dạn nêu lên quan điểm, ý kiến của mình, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, cần phải quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đang có sự xa cách. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 55, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình cái điều này ảnh hưởng không hề tốt lên cảm xúc của bạn trong ngày hôm nay và khiến cho bạn dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực và trong ngày này nếu như bạn tuổi Hợi đã là người trưởng thành bạn nên học cách đối diện với thất bại đừng có tìm cách độ lợi cho người khác trong công việc bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này bạn là người nhanh nhẹn và quyết đoán nhưng đôi khi lại quá nóng vội dễ đưa ra những quyết định không chính xác với bạn tuổi Hợi cần phải tự kiểm điểm lại bản thân mình xem đó có phải là nguyên nhân khiến cho bạn gặp phải những khó khăn khó gặt hái được thành công hơn người khác hay không và ngày thứ bảy này với ba tuổi hợi, nếu như có kế hoạch về xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có suy nghĩ bi quan, tiêu cực, khi vướng phải những khó khăn, từ vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ không nên than thân trách phận mà hãy chủ động nghĩ cách để giải quyết vấn đề, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc nóng vội dễ đưa ra những quyết định sai lầm, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim nên bình tĩnh trao đổi với mọi người, Từ vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy hãy phát huy ưu điểm thông minh, nhanh nhẹn của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 15, số 68, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh lam, quý nhân phụ trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.